Bây giờ thầy muốn tạo ra một cái bảng GX8 là bằng code nào. thay lên. Chạy lâu. Code mà nó tự tạo thì nó sẽ lâu. Chưa chắc đã tạo ra được. Tại vì đây không phải là cái code của em gõ vào nên nó sẽ em chưa làm chủ được nó để mà em có thể xử lý ra được. Tại vì em GX7 nhưng mà phía dưới của em GX8 nhưng phía dưới của em vẫn GX7 kìa. Đúng không? Đấy, tại vì quan trọng ấy là mình phải làm chủ được. Kể cả em thầy có thể đồng ý là các em dùng bất kỳ cứ cách nào để các em tạo ra. Nhưng khi các em tạo ra được, em muốn thay đổi thì em phải làm chủ được cái việc đấy. Đấy, cái đấy là cái quan trọng hơn, đúng không? Quan trọng hơn. Chứ còn đi cái copy code các thứ là việc bình thường nhé. Còn đây Rồi tiếp là theo thầy mời Bùi Đình Thiệu nào. dạ có em ạ. Dạ, thầy bạn đã nhìn thấy màn hình của em chưa? Rồi, anh nhìn thấy rồi. Đầu tiên em cũng tạo database xong rồi cũng tạo các table bảng của em đấy. Rồi, bây giờ thay vì cái công thức kia thì mình gọi ra là công thức 1 đi, đúng không? Rồi. Đây. Cho thầy check cái key của nó, primary key này. Mở phần design ra thầy xem. Rồi, số liệu công thức. Rồi, integer được. Rồi cho thầy check lại cái nguyên liệu xem nào. Nguyên liệu xem là cái từ khóa chính đúng chưa? Em phần design. Cái này design. Rồi, tên nguyên liệu đúng rồi. Rồi. Tiếp theo thầy cảm ơn Thiệu. Tiếp theo là bạn Lưu Hoàng Anh nào. Alo ạ. Em mời Hoàng Anh. Hoàng Anh xem màn hình đi. Bạn chưa tắt xe màn hình thể. Em cứ đè vào là được mà. Thầy và các bạn nhìn thấy chưa ạ? Rồi, anh nhìn thấy rồi. Đây, em cũng tạo như các bạn. Em tạo là em tạo bạn. Và em thêm các nguyên liệu vào đây ạ. Đây, bảng của bọn em, bảng của em hiện ra đây ạ. Còn bảng Cho sở dữ thầy liệu em cũng kiểm đây. tra cái hàm công thức xem nào. Công thức à công thức ờ đúng rồi công thức. Cho thầy kiểm tra bảng công thức cái khóa chính của bảng công thức nào. Rồi số liệu công thức ok. Rồi. Thế bây giờ tạo cho thầy một cái bảng giống như bảng GX7 nhưng mà
tên khác đi. Tên tên gì đấy thì em. Lấy ba em vừa tạo đấy ạ. Rồi, ok. Đấy là năm bạn đầu tiên, năm bạn đầu tiên. Nhưng ngoài ra thì bây giờ thêm hai bạn nữa, ngoài ra có thêm ai nữa không? Có bạn nào nữa không? Rồi, không có ai nữa thì thôi ưu tiên thêm hai bạn là bạn Nam và bạn Giang nữa xem, đúng không? Xem bạn Đoàn Trọng Nam nào. Nam xem màn hình thầy xem nào. Nam bật mic lên, có nghe thấy thầy nói không? Thầy nghe em nói không? Rồi, ok rồi, Nam xem màn hình xem. Thầy nhìn thấy đoạn script của em chưa? Nhưng mà nó bé quá. Rồi. Thì đoạn tao bảo thì em chạy rồi. Để comment lại. Đây, em có 3 bạn rồi. Ok, đấy thì bây giờ tạo đầu tiên là kiểm tra cho thầy trong cái bảng công thức kia, khóa chính của nó là cái gì? À đây. Là số hiệu. Nó bé quá thì, nhỉ. Cái biểu tượng. Làm là zoom to lên không? Có vẻ em để độ phân giải nó hơi cao. Ok, thôi rồi. Cái hình cái khóa đấy. Nhưng mà nó bé quá không nhìn thấy. Rồi bây giờ mình tạo cho thầy một bảng khác. Khác cái GX7 đi, đúng không? Ở đây, nó hiện cái primary key ở đấy ạ. Rồi, để cho rồi. Bây giờ tạo một cái bảng khác cái GX7 đi. Đây, thế thì em sẽ... Đấy, có cái GX8 rồi. Ok. Rồi, cảm ơn Nam. Tiếp theo là bạn Giang nào. Alo. Giang xem màn hình đi em. Đây, thầy lại em chưa? Đây. Em thì em insert các dữ liệu bằng code ạ. Ví dụ như cái bảng nguyên liệu đây thì em insert rồi. Insert được các dữ liệu như này. Còn đây, bảng bây công giờ thức cái công thức em thầy kiểm tra cái key chính của các bảng nào. Đây, ví dụ như là bảng công thức thì key chính của nó sẽ là số liệu công thức này. Thế cái query để tạo ra các bảng đâu? Query đây. Đây. Rồi bây giờ tạo cho thầy một cái bảng khác, cái bảng GX7 đi. Thế còn những cái bên trường bên trong thì như nào cũng được rồi. Vẫn giống như thế, vẫn giống như thế. Tức là tạo một bảng tương tự như này có cần đổi tên không? Đổi tên chứ. Đây ví dụ em được. Đổi thành GX8. Đây nó sẽ complete successful này. Ấn vào chỗ table xem nào. Đây rồi, 8 đấy ạ. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn Giang. Đấy, bài thì cũng không có gì phức tạp cả, đúng không? Chúng ta cố gắng chúng ta thực hiện, đúng không? Chúng ta thực hiện thôi, thầy nghĩ là chuyện bình thường. Thì có bạn cái với bạn Dương thì làm chưa đúng lắm, đúng không? Thì thầy sẽ cộng điểm cho những bạn khác. Đầu tiên là bạn Đỗ Đức Thắng. Đúng là Đỗ Đức Thắng không? Có thầy ạ.
2017-4202. Theo là bạn Bùi Đình Thiệu. 2017-4237. Rồi. Bạn Lưu Hoàng Anh. 2017-3632. Tiếp theo là bạn nào nữa nhỉ? Hai bạn tiếp theo là bạn nào? Các em chờ thầy một chút nhé. Thầy quay trở lại đây. Đợt này thầy đang thuộc diện F1 nên là cứ có điện thoại là phải nghe xem là y tế họ có bế đi không. Nên là các em cũng hết sức cẩn thận trong cái việc dịch bệnh đợt này rất là căng thẳng nhá. Thầy chỉ có hàng ngày lên trường về nhà thôi mà vẫn F1. Tiếp theo là bạn Đoàn Trọng Nam. 2017-4085. Rồi, tiếp theo là bạn Hoàng Văn Giang. 1 sang đọc cho thầy mã số sinh viên Giang ơi. Mã số sinh viên của em là 2017-3811 ạ. 11 à? Đúng rồi ạ. Rồi, ok. Rồi. Thì lớp mình là làm hơi chậm hơn lớp kia nhá, hơi chậm hơn lớp kia. Thì có vẻ như là các em chưa đọc cái slide mà thầy gửi, đúng không? Thầy đã dặn rồi, đúng không? Thầy đã dặn là hôm nay chúng ta sẽ ôn tập làm bài tập và cộng điểm, thầy đã dặn kỹ rồi. Thì chúng ta cố gắng thực hiện, chúng ta cố gắng thực hiện. Cố gắng thực hiện thì chúng ta sẽ có cái bài tập thôi, đúng không? Có bài tập thôi. Bài 2 này là bài khó hơn này. Bài 2 này là bài khó hơn này. Bài này các bạn bên kia thì làm cũng khá là lâu đúng không? Nhưng có một bạn làm rất tốt, đúng không? Bạn làm rất tốt. Thầy copy bài tập 2 ở đây. Đấy. Tương tự như bài 1, nghĩa là vẫn dùng cái cơ sở dữ liệu đấy nhé, mình không phải tạo ra cơ sở dữ liệu mới, đúng không? Nhưng mà em hãy dùng lệnh insert một dữ liệu vào bảng công thức, đồng thời là tạo ra một bảng tương tự. Cái bảng đấy có tên là cái trường dữ liệu mà em vừa insert vào cái cột số hiệu công thức ở bảng công thức đó, đúng không? Và tạo ra một cái bảng mà nó có đầy đủ, ví dụ như lúc nãy nhé, đúng không? Ví dụ như em insert vào cái bảng công thức, đúng không? Bảng công thức dữ liệu là CT1 là ở cái cột tên công thức, và cái cột số hiệu công thức thì em điền là số hiệu công thức 1. Đấy. Được chưa? Thì đồng thời trong đó là em sẽ phải tạo ra một cái bảng có tên là số hiệu công thức 1 và có các trường giống như thế này. Được chưa? Đấy là bài tập số 2. Cũng tương tự như thế, đúng không? 5 bạn. Xong. Xong thì sẽ có cộng điểm. Đấy là bài tập số 2. Rồi, mình đã nắm được tinh thần của bài tập số 2 chưa? Có thắc mắc hay hỏi gì không? Các bạn còn lại. Các bạn khác. Rồi, thế thì chúng ta lại làm nhá. Hôm nay chúng ta chỉ có rèn luyện thôi. Được chưa? Thầy hạ tay của các bạn xuống nhá. Làm sao mà lower hand được nhỉ? Thôi các bạn hạ tay xuống cho thầy. Đây, lower hand on này. Rồi, xong đó là bạn nào làm xong thì lại giơ tay lên nhá. Bài tập số 2.
Em thưa thầy. Thầy ơi. Ừ, em nói đi. Ý của thầy là vừa tạo vừa nhập dữ liệu vào cái bảng công thức CT1, SHCT1 thì tạo luôn được ra cái bảng SHCT1 chứ không cần phải là không phải là code đúng không phải? À, nghĩa là không không phải code tạo bảng luôn không phải? Tóm lại là mục mục đích là gì? Khi mà đây là trong giống như cái bài tập gọi là phối trộn thức ăn gia súc của các em đúng không? Khi các em tạo ra một cái công thức mới ấy, thì em vừa phải lưu cái dữ liệu tên công thức và số hiệu công thức đấy vào bảng công thức. Đồng thời là em phải tạo ra một cái bảng mà có tên là một cái bảng có tên là cái số hiệu công thức một này tương ứng với cái số hiệu công thức. Và cái bảng đấy nó sẽ có số silo. Ở đây thì thầy chỉ lấy một số silo thôi đúng không? Cái số silo đó sau này người ta nhập vào là ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đấy. Nó có tên nguyên liệu tương ứng là gì, khối lượng đặt là bao nhiêu, khối lượng thêm tay các thứ là như thế nào. Nghĩa là cái việc đấy phải tạo ra đồng thời. Em hiểu ý thầy chưa? Em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn thầy ạ. À, có thêm bạn, có bạn nam rồi à. Đấy, cũng không không phải là quá khó đúng không? Cái này là cái mà các em sẽ dùng rất thường xuyên đấy à, các em cố gắng thực hiện. Rồi, có thêm bạn Giang.
Thêm 4 phút nữa, nếu mà không có ai thực hiện được thì chúng ta chỉ xem của bạn Nam với bạn Giang thôi nha. Các bạn khác cố gắng lên. Tuyền cứ nghỉ đi, chỉ không được cộng điểm thôi.
Thôi rồi, à, có vẻ không có bạn nào thêm được. Thôi chúng ta xem xét của bạn Nam với bạn Giang. Rồi Nam xem màn hình cho thầy trước nào. Rồi bỏ. Có thể thể nhìn thấy chưa? Rồi, ok. Thì kết quả của em đấy. Cho thầy lại xem lại cái QR nào. Creating. Rồi. Đây là một cách khá là đơn giản, coi như là mình biết trước cái đấy nó là cái số hiệu công thức một rồi, mình insert nó luôn đúng không? Vâng. Thôi rồi, ok, đấy là một cách. Rồi tiếp theo mời Giang đâu rồi? Em đợi, em vừa bị out, bây giờ em mới vào lại. Đây để em xem màn hình. Thế thầy nhìn thấy chưa? Ok rồi. Đây thì chúng đây em sẽ add một thêm một trường dữ liệu vào cái bảng công thức thì nó sẽ ra thêm một trường như này. Đây còn phần tạo bảng ấy, tạo thêm một bảng trong tên đấy thì em tạo ra một bảng như này. Kết quả của em đây. Từ từ, nhanh quá thầy chưa kịp thích À đây nghi. ạ. Đây phần phần query của em đây. Query tạo Ờ, bảng và add nghĩa là add cái thêm một bảng trường dữ liệu. HG. Nhưng mà cái việc tạo phải insert cả cái đấy vào cái bảng công thức mà chưa thấy vào cái bảng công thức à? Insert các trường này vào à? Không, nghĩa là em phải tạo ra một cái bảng tạo ra một cái dữ liệu ở trong cái bảng công thức mà nó có cái số hiệu công thức là cái HVG1 chứ. Số hiệu công thức Giống có thể làm bằng tay, giống nghĩa là làm bằng tay bộ giống như bạn bạn gì bạn Nam vừa xong đấy. Đúng không? Cũng được. lúc đấy em bị mạng mạng đơ đấy, em bị out ra giờ em chưa nhìn đấy, em không hiểu lắm, không hiểu cái phần hay nói rõ hơn phần đấy đâu ạ. Rồi thôi rồi, đây thầy có thể lớp trước có một bạn Việt làm rất tốt cái bài này, làm được tốt bài này Em và mình xem màn hình. thầy copy cái phần code của bạn ấy sang đây nhá, thì lớp mình có thể tham khảo code của bạn Việt rồi triển khai, nghĩa là bạn ấy làm hoàn toàn tự động. Nghĩa là insert vào cái công thức, cái số hiệu công thức nó là gì thì là nó sẽ insert vào cái tạo ra một cái bảng tương ứng mà không phải làm tay giống như bạn bạn Nam. Nó bạn Nam là phải insert vào một cái bảng mà tên là bạn ấy phải nhập vào. Nhưng ở đây là như bạn Việt là bạn ấy làm ở đây, thầy copy ở cái chỗ chat này đây là bạn ấy select luôn cái số hiệu công thức ở trong cái phần công thức kia. Bao nhiêu đấy là bạn ấy put vào. Thì đấy là một cách để chúng ta có thể thể mã hóa tốt hơn nha, mã hóa tốt hơn. Thế nhưng mà mặc dù làm đơn giản nhưng mà thầy nghĩ là bạn Nam vẫn được cộng điểm. Đúng không? Thầy tiếp tục cộng thêm một lần nữa cho bạn Nam. Được chưa? Nữa cho bạn Nam. Thì là coi như hôm nay bạn Nam được cộng 2 lần. Đúng không? Rồi bây giờ thì là đến 4:30, đúng không? 4:30. 4:30 thì lớp chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút, 10 phút. Sau đó chúng ta vào chúng ta tiếp tục làm một bài tập nữa để rèn luyện thêm nhá. Sau đó là chúng ta sẽ thảo luận một chút về quá trình thi giữa kỳ. Chưa ạ?
Trong thời gian đó thì các bạn có thể, những bạn nào mà chưa làm thì hãy làm lại những bài mà các bạn vừa làm xong, đúng không? Bạn nào chưa cài cơ sở dữ liệu thì cài cơ sở dữ liệu đi. Cái này nó không chỉ trong môn đi xét Scala đâu, mà trong sau này các em đi làm, các em ứng dụng rất nhiều nhé, rất nhiều về phần cơ sở dữ liệu này, đặc biệt là bây giờ trí tuệ nhân tạo rồi IoT các thứ phát triển rồi, machine learning các thứ, không có dữ liệu thì sẽ không triển khai được cái gì với những cái đấy đâu. Nên cơ sở dữ liệu là cái rất quan trọng. Lớp mình cài ít quá, có 9-10 bạn cài thôi thì là hạn chế quá nhá. Thôi rồi, các em nghỉ giải lao 10 phút nhá.
Ừ, chúng ta quay lại lớp thôi nào. Bạn nào đang ở trong lớp thì giơ tay lên cho thầy cái. Có mình bạn Thiệu đây à? À rồi, ok thầy cảm ơn. Cũng còn khá là đông đúng không? Sao à? Bài tập tiếp theo. Bài này thì thực ra là cũng không khó lắm, không khó lắm. Nhưng nếu mà chưa cài đặt thì nó khó thật. Vừa nãy là chúng ta insert dữ liệu rồi này, đúng không? Nắm dữ liệu bằng công thức rồi. Chúng ta sẽ thay đổi một chút đi. Đây. Cái này thì thầy nghĩ là sẽ đơn giản hơn nhé, sẽ đơn giản hơn. Thì chúng ta thử xem. Đấy. Tìm và xóa bảng có tên là số hiệu công thức 1 nếu có. Đấy. Và tìm trong bảng công thức. Nếu chưa có bảng tệ nào có tên như ở phần số hiệu công thức thì tạo ra bảng đó với tên tương ứng và với các bảng có tên tương ứng. Thì ví dụ như em tạo ra vừa nãy các em tạo ra năm cái bảng dữ liệu có tên công thức rồi, đúng không? Thế mà cái bảng đấy mà nó chưa có một cái bảng dữ liệu tương ứng của nó với tên như thế thì các em tạo ra cái tên như thế và cái trường dữ liệu thì nó giống như của mục 3 phần 1 này. Lớp mình đã hiểu cái bài chưa? Nhá, bây giờ làm đi. À, bạn nào làm thầy nghĩ là cái này nó không khó, nó không khó. Vừa lúc nãy thì các bạn cũng làm được, thì chúng ta làm đi. Đúng không? Đây các em lưu ý là nó có một số những cái từ khóa đúng không? Tìm và xóa nếu có, đấy, đúng không? Và tìm trong cái bảng này ở phần số hiệu công thức, đúng không? Sau đó là tạo bảng.
Rồi có bạn Hùng rồi, đúng không? Tốt.
5 phút nữa rồi chúng ta chữa bài thôi nha. Thấy lâu quá rồi. Bạn gì vừa giơ tay đâu rồi nhỉ? Lại hạ tay xuống mất rồi à?
Rồi có bạn nào làm được chưa? Thứ nhất là xóa bảng đã làm chưa nào? Xóa bảng đã làm được chưa? À, khó khăn thế à? Thôi bây giờ thầy gọi một bạn nhá. À, bạn đã cài rồi. Thầy mời Đỗ Đức Thắng nào. Xem màn hình đi, chúng ta sẽ làm lần lượt. Thầy ơi, em chưa làm được. Ừ, em cứ xem màn hình đi, thầy sẽ hướng dẫn em làm. Chẳng qua là các em không làm thôi chứ không phải là các em chưa làm được. Rồi đầu tiên là cái việc việc xóa bảng đã. Thầy nghĩ cái việc xóa bảng nó đâu có khó đâu nhỉ? Đúng không? Cái việc xóa bảng có tên là cái gì kia kìa? SHCT1 nếu có kìa. Thì thầy nghĩ là cái đấy đâu có khó. Em làm một cái bảng đấy cho nó. Thứ nhất là em xóa hết đi đã. Hết cái phần query đi. Mình làm phần query mới. Rồi cái việc xóa cái bảng thì là gì, có một lệnh là em search trên mạng nó sẽ có ngay lệnh drop table. Thì đầu tiên em gõ drop table đã, nó sẽ tự nhảy ra thôi. Drop kìa, đúng không? Table, đúng không? If exit đấy, nó sẽ có ngay à. Đấy, thấy chưa? Và cái tên là gì, số hiệu công thức một gì đó, đúng không? Thế bây giờ em thay vì như thế thì em xóa cho thầy cái gx7 đi xem nào. GX7 thế cũng được, thế thôi. Thậm chí là không cần cái DBO GX7 đâu, chỉ cần GX7 thôi là được rồi. Execute nó tự nhảy ra. Ừ, sao? Rồi bây giờ execute nó xem nào, xem nó có xóa không. Có thể nó rất nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà chẳng qua là các em không, thầy thấy là các em không làm thôi, không làm thôi. Còn tìm tương tự như thế, mình sẽ đặt một cái biến, đúng không nào? Mình đặt một cái biến và mình giống như cái câu lệnh mà thầy đã copy cho các em ở trong trong cái phần chat đấy, đúng không? Thì đầu tiên là em phải copy một cái tên một cái biến là tên công thức đã, đúng không? Sau đó là em look, gọi là look in for, đúng không? Look in for cái bảng của cái công thức, đúng không? Và tìm được cái gì thì gán vào trong cái biến tên công thức đó, giống như là bạn Việt bạn ấy làm và thầy đã copy cho các em rồi đấy, đúng không? Copy cho các em rồi đấy. Thì thầy nghĩ là cái việc này là hoàn toàn là các em có thể làm được. Đấy, ví dụ kiểu em đã tạo rồi đấy, đúng không? Tên công thức này, rồi số hiệu công thức vân vân, đúng không? Em có quản việc ạ. Ừ, copy xong là mình phải thay đổi, tại vì cái công thức của bạn ấy tên của nó là khác, cái của mình tên công thức nó là khác. Cái chữ công thức của bạn ấy đâu có ấy đâu. Nên là mình làm nhé. Thì thầy mong muốn là các em về, các em dựa vào những cái cấu trúc ngữ pháp đấy, các em rèn luyện trong cái bài tập của các em đi. Tại vì tất cả những cái bài tập của chúng ta về DCS SCADA, bài tập lớn ấy, thì nó đều có phần cơ sở dữ liệu. Phần đó là phần mà chúng ta phải phấn đấu để chúng ta làm. Thầy đã ứng dụng cho các em một số những câu lệnh trong cái SQL Server này là cái loại gọi là trung bình thôi, đúng không? Trung bình thôi.
Thế nên mình phải cố gắng phấn đấu lên nhá. Chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ rất là hạn chế trong cái việc chúng ta khai thác cơ sở dữ liệu, đặc biệt chúng ta làm về tự động hóa nữa. Đấy. Trên diễn đàn rất nhiều, đúng không? Rất nhiều luôn. Hoặc là đấy, kem kể cả kem search trên YouTube như thế này cũng được. Thầy nghĩ là việc này là việc không khó. Chỉ có là chúng ta làm được cái từ khóa như thế nào để chúng ta có thể search được cái tương ứng, thậm chí là các em đọc đúng cái help hướng dẫn sử dụng của cái SQL Server là nó đã có luôn rồi. Thì lớp mình thì thầy thấy là các em cài đặt phần mềm hơi ít, đúng không? Lúc thầy hỏi là chỉ có 9 đến 10 bạn thôi. 9 đến 10 bạn thôi. Và khi mà chúng ta không cài đặt ra ấy, thì tất cả những cái bài tập ngày hôm nay thì những bạn còn lại là gần như các bạn sẽ không làm, vì đã cài đặt phần mềm gì đâu mà làm, đúng không nào? Thế một số bạn thì làm tương đối tốt, đúng không? Có bài thì nhanh hơn là so với lớp trước, có bài thì chậm hơn. Cái đấy thì là tất nhiên rồi. Chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng nhanh cả, lúc nào chúng ta cũng chậm cả. Nhưng thầy chỉ muốn nói là cái tinh thần học của lớp chúng ta ấy, thì chỉ có một số bạn vẫn là chỉ một số những cái gương mặt quen thuộc thôi, đúng không? Hôm nay thì có thêm bạn, hôm nay thì có thêm hai bạn cũng khá là tích cực, là bạn Nam và bạn Giang, đúng không? Ngoài ra thì một số bạn như bạn Thiệu thì là từ những buổi trước cũng đã rất là tích cực rồi, đúng không? Thế thầy cũng mong muốn là lớp mình cố gắng là tích cực hơn trong cái việc trao đổi bài tập. Tại vì giống như thầy đã nói ấy, cái môn này hoặc là tất cả những cái môn chuyên ngành là mang tính chất là chúng ta cùng trao đổi với nhau về một vấn đề, chứ không phải là thầy truyền đạt kiến thức cho các em, đúng không? Chúng ta đưa ra một vấn đề và chúng ta cùng giải quyết vấn đề đó, thì chúng ta sau này chúng ta sẽ làm việc nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ không phải là kiến thức bây giờ nó thay đổi hàng ngày, không thể lúc nào cũng là người thầy truyền đạt cho sinh viên được. Như thế thì các em ra trường các em sẽ là gặp rất nhiều khó khăn khi các em làm việc. Thế thầy mong muốn các em chủ động hơn. Thay vì là thầy ngồi cái slide về cơ sở dữ liệu ấy nhá. Thay vì slide về cơ sở dữ liệu thầy đã gửi cho các em rồi, từng câu lệnh một nó có là cái gì? Đây thầy ví dụ thầy share lại cái màn hình cho tất cả cái slide thầy đã gửi rồi. Thầy bảo lớp mình đọc thì lớp mình không thấy đọc, đúng không? Ví dụ như tạo cơ sở dữ liệu này thì create database như thế nào, ra sao? Kiến trúc nó đã có ý nghĩa nó như thế nào, đúng không? Rồi, tiếp theo là đến đây, ví dụ tạo một cái cơ sở dữ liệu như thế nào. Đúng không? Trong cái phần đấy đã có. Sau đó là xóa cơ sở dữ liệu, được chưa? Sửa thông tin của cơ sở dữ liệu, rồi đến bảng, đúng không? Chính là cái table, tạo cái table như thế nào, đúng không? Đấy. Các từ khóa chính, từ khóa phụ, được chưa? Sửa cấu trúc, xóa bảng, drop table, được chưa? Đấy. Rồi xem, vân vân. Thì tất cả trong cái slide ấy, rồi cập nhật thì đều có rồi. Ví dụ như là lúc nãy thầy nói đấy, đúng không? Select là lựa chọn ở trong bảng như thế nào, from where, vị trí như thế nào, điều kiện ra sao thì đều có rồi. Nhưng mà lớp mình chưa bạn nào tìm hiểu để đọc cả. Thế thầy rất đấy, thậm chí là người ta tạo một cái create view để dựa vào cái cơ sở dữ liệu có sẵn mà mình không can thiệp vào, giống như là các em lập trình, các em sử dụng con trỏ ấy, đúng không? Thế tại sao lớp mình không đọc những vấn đề đấy để mà chúng ta thực hiện công việc nó nhanh hơn? Ví dụ hôm nay ba bài mà chúng ta chỉ thực hiện trong vòng khoảng 1 tiết hoặc 2 tiết đồng hồ thôi, đúng không? Thời gian còn lại chúng ta lại thực hiện những cái bài khác, trao đổi những cái bài tập nó hữu ích hơn. Thay vì là thầy ngồi thầy làm từng cái câu lệnh này trong cái máy tính của thầy xong các em học theo, các em làm theo, thế thì chúng ta sẽ không tận dụng được cái khoảng thời gian quý báu của chúng ta, đúng không?
và sau này các em có đi làm bất kỳ việc gì thì các em cũng rất khó để mà các em có thể phát triển được. Như vậy thầy mong muốn các lớp mình hãy cố gắng đọc tài liệu. Thầy đã copy cái tài liệu này cho các em từ rất lâu rồi, đúng không? Từ rất lâu rồi, tuần trước thì chúng ta còn nghỉ nữa cơ, đúng không? Như vậy là chúng ta có rất nhiều thời gian để chúng ta đọc cái phần cơ sở dữ liệu này mà không thấy bạn nào đọc, trong khi nó là một cái nội dung rất là quan trọng. Thầy đã nói khá là nhiều rồi. Đấy. Thì các em cố gắng buổi này thì thầy nhắc lại một lần nữa, buổi sau các em cố gắng thực hiện nhiều hơn nhá. Còn bài tập về các em tiếp tục tìm cái từ khóa tương ứng, đúng không? Từ khóa tương ứng để chúng ta làm. Thì lớp này ấy, thầy thực sự là đánh giá là thấp hơn về mặt ý thức so với lớp trước. Ngay cả như buổi trước ấy, có một bạn là lấy cái bài tập của lớp trước, đúng không? Xong nộp vào bài tập của lớp mình. Nhưng đâu biết là thầy thay đổi đề, thầy có làm giống cái đề đấy nữa đâu, đúng không? Thế cái đấy là cái việc là ý thức của mình nó chưa tốt trong cái việc nâng cao chính kiến thức của bản thân mình. Nha. Các em cố gắng bổ sung thêm về mặt tài liệu thầy đã đưa rồi thì cố gắng đọc để bổ sung thêm về mặt kiến thức. Còn thầy muốn trao đổi thêm về cái việc thi giữa kỳ của chúng ta, đúng không? Thì thầy dự định là tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu thi giữa kỳ. Và giống như đầu kỳ thầy đã nói đấy, chúng ta sẽ thi dưới hình thức là present phần sản phẩm. Những gì mà các em đã làm được thì các em present lên. Tùy vào khối lượng nhiều hay ít, tùy vào đề nhiều, dễ hay khó mà thầy sẽ có sự đánh giá điểm cho các em về giữa kỳ. Thì bây giờ thầy, các em lướt lại cho thầy một lượt xem, đúng không? Lớp chúng ta là 80 người, 80 người. Thầy có đủ ở đây rồi nhưng mà chỗ này ví dụ chưa có này. Nhóm 7 này, nhóm 8 này, chưa có đủ sinh viên, đúng không? Thế như vậy là lớp ta có 78 người tất cả. Em thầy ạ. Em là Nguyễn Việt Dũng, em ở nhóm 2 thì ạ, em vào sau ạ. Nguyễn Việt Dũng. Các bạn đồng ý rồi đúng không? Dạ vâng. Ở mã số sinh viên bao nhiêu em? 20173779 ạ. Rồi. Đồng ý. Còn một slot nữa, không biết là lớp mình 80 mà, đúng không? Lớp mình 80 mà còn một slot ở số 26 này, không biết có bạn nào thiếu không? Ở đây có bạn nào thiếu chưa? Thầy lượt một lượt nha. Nhóm 1 ở đây có hết chưa nào? Kiểm tra cho thầy có bạn nào nhóm 1 không? Có em đúng không? Có em. Có đăng ký vào cái file trên kia thì chưa update ạ. Có cài trong team ạ. Em đăng ký từ bao giờ? Dạ, em đăng ký từ hôm trước, từ lâu rồi ạ. Nguyễn Việt Dũng, em Nguyễn Việt Dũng ạ. Cái hôm đấy em bảo là do các bạn là nhóm nó đủ người rồi ạ. Thì em đăng ký, em hỏi thầy em có được đi đăng ký cái nhóm 5 không ạ? Thì thầy bảo không. Thế tóm lại là em lên nhóm nào? Tại vì dạ, nó có thì hai lớp. Lúc đấy thầy bảo là nhóm tất cả các nhóm nó đủ 4 rồi, thầy bảo em tự làm một nhóm, thầy bảo thôi em làm. Đây là nhóm này à? Tại vì thầy có hai Nguyễn Việt Dũng, thầy không biết là ở lớp nào. À không, có em phải lớp này không? 3778 cơ. 3778 à? Vâng. Thế bạn vừa rồi cũng là Nguyễn Việt Dũng. Thế bây giờ là em đăng ký vào nhóm nào? Dạ em ạ. Em thì hôm đấy thầy bảo là thì tại vì lúc đấy các nhóm đã đủ full hết người rồi, em hỏi là em có được tham gia vào nhóm 5 không thì thầy bảo không, thì bác em bắt buộc phải chạy ra nhảy một mình ạ. Thế bây giờ là nhóm của em là đăng ký cái đề tài gì? 2017 dạ. À? 3779 à? 3778 ạ. 3778. Cũng là Nguyễn Việt Dũng. Vâng. Lắm Nguyễn Việt Dũng quá thầy, mà ông Dũng nào cũng bị chậm cả, bên kia bạn Dũng bên kia cũng bị chậm nên là thầy mới bị mất kiểm soát với tất cả các bạn Dũng. Thì không xin được vào cái nhóm 7 này với các bạn à?
À không, em thấy cái file ở trên team ạ, cái file trên team em thấy các bạn full hết rồi thì nên hôm đấy em mới hỏi À thế đâu em à? hỏi thầy. Vâng, em thầy có xem lại cái file Có trên team không? rồi, có nhóm 7 có ai ở đây không? Có ạ. Nhóm 7 này đã đủ chưa? Chưa ạ, 13 người thôi ạ. Thế sao mình thấy trên team các bạn thấy full rồi mà. Hồ Văn Thôi thế thì bây giờ là sẽ ghép Nguyễn Việt Dũng vào nhóm này rồi cùng trao đổi làm việc nhá, thì có thể làm việc nửa kỳ cũng được, không sao, để cho nó thuận lợi hơn cho tất cả các em được không? Nhóm 7 có đồng ý không? Nhóm 7 đâu nhỉ? Dạ vâng ạ. Nhá. Rồi, thì Việt Dũng nhớ lấy thông tin của các bạn ở đây. Dạ vâng. Ừ. Em lấy thông tin của các bạn ở đây để trao đổi thêm với các bạn nha. Đấy. Thì để trao đổi thêm với các bạn để làm bài tập cho nó tốt hơn, mà các bạn cũng tạo điều kiện thêm cho bạn Dũng để thực hiện công việc nhé. Thì thầy dự định là như thế này. Chúng ta có chết rồi, số thứ tự nó hơi loạn nhỉ. 5, 7 này, 8 9 10 11 12 13 14 này. Thầy đánh số lại một chút nhá. 15 16 17 18 19 20 21 21 nhân 4 84, sao lại thế rồi nhỉ? 20 thôi chứ nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, à 14 đây. Đó. Như vậy là thầy sẽ để present, ví dụ như nhóm này nhá, sẽ present vào tuần sau là ngày Present vào tuần sau là ngày mùng 7 tháng 12. Mười nhóm đầu tiên sẽ present vào ngày mùng 7 tháng 12. Mười một nhóm tiếp theo thì chúng ta sẽ present vào ngày 14 tháng 12. Được chưa? Thì các em làm được đến đâu, các em sẽ present đến đấy, đúng không? Tùy vào mức độ đề bài khó hay dễ, đúng không? Tùy vào mức độ các em làm nhiều hay ít, thầy sẽ chấm điểm cho các em điểm giữa kỳ. Được chưa? Và các em có thể lựa chọn người các em present. Thầy sẽ hỏi đáp với những bạn còn lại. Chưa? Chứ thầy không yêu cầu là tất cả phải present hay như thế nào cả. Các em sẽ tự thỏa thuận với nhau. Thì dựa vào cái bài của các em nộp, thì thầy sẽ cho một cái điểm. Giống như hôm trước thầy đã phổ biến ấy, thầy sẽ cho một cái điểm gọi là điểm gốc, đúng không? Sau đó là thầy sẽ có sự hỏi đáp. Bạn nào nhiều hay là ít, đúng không? Điểm tăng lên hay giảm xuống thì là chỉ chênh lệch so với cái điểm gốc đấy thôi. Đó, kết quả là kết quả chung. Và thầy yêu cầu chưa là các em nộp cái bản thuyết trình, đúng không? Cái bản thuyết trình và slide lên cái kênh present giữa kỳ này trước một ngày cho thầy. Chưa? Trước một ngày cho thầy.
chứ không phải là đến cái ngày giờ đấy các em mới mang lên, đúng không? Mang lên. Và để cho thuận lợi, đúng không? Thầy để lên đây. 07 tháng 12 năm 2021. Một thư mục. Và một thư mục khác là ngày 14 tháng 12 năm 2021. Thì các em upload cái tài liệu của các em đây một ngày trước khi các em present. Thì cũng không phải e ngại là bạn 14 sẽ có thời gian nhiều hơn bạn mùng 7 một tuần, đúng không? Thầy sẽ có sự đánh giá, nếu mà người sau mà làm ít hơn quá nhiều so với người trước thì sẽ điểm cũng sẽ thấp hơn, đúng không? Và mỗi bạn, mỗi nhóm thì có tổng cộng là 15 phút cả trình bày và hỏi đáp. Như vậy là các em cố gắng là thực hiện đến đúng giờ, không tránh tình trạng như là tất cả các buổi học của chúng ta, lớp chúng ta là 3:05 mới vào lớp, nhưng mà đến tầm 3:05 hôm nay thì có 6 bạn, đúng không? Rồi đến 3:20 thì mới có 50 mấy bạn, trong khi lớp chúng ta thì có 80 bạn, đúng không? Vậy là các em cố gắng là thực hiện. Thầy sẽ điền thêm giờ giấc vào đây. Ví dụ như nhóm này sẽ bắt đầu là từ, ví dụ như nhóm này, đúng không? Bắt đầu là từ 3:05. Xong tiếp theo, các nhóm tiếp theo sẽ lần lượt, cái bảng này thầy sẽ gửi lên cho các em, đúng không? Gửi lên cho các em. Hôm nay là 3:20. Tất nhiên là giờ nó có thể tùy, không tuyệt đối chính xác, nhưng các em hãy cố gắng là tuân thủ theo đúng những cái giờ như thế này. Các em vào thì giống hôm đấy thì cũng giống như cái buổi thi, đúng không? Buổi thi thì thầy cũng không yêu cầu là tất cả chúng ta đều phải vào cùng một lúc, lúc 3:05. Nhóm nào có thể tự căn giờ của mình để vào cho nó đúng giờ, cho nó chính xác, thì cái bảng này thầy cũng sẽ upload lên cho trên kênh team lớp mình sớm, để các em có thể xem xét để thời gian để các em chuẩn bị. Đấy là cái việc thi giữa kỳ. Lớp mình có ý kiến gì không? Có bạn nào hỏi đáp hay thắc mắc gì không? Không hỏi đáp thắc mắc gì nữa đúng không? Rồi, thế thì thầy cũng chỉ căn dặn thêm như thế này thôi nha. Nghĩa là dịch bệnh bây giờ nó rất là căng thẳng. Đấy, ví dụ như thầy bản thân cũng chỉ có từ nhà lên trường rồi đi về. Thế mà cũng bị F1, đúng không? Một số thầy cô trong bộ môn thì F0. Và phải đi điều trị, và tất cả các thầy cô đa số thì phải gọi là cách ly tại nhà để điều trị và theo dõi. Đấy, thế nên là các em, những bạn nào mà ở Hà Nội thì hãy cố gắng là giữ gìn, tránh đi ra đường rồi tiếp xúc lung tung, đảm bảo 5K nhé, để cho nó an toàn hơn. Và hy vọng là đến lúc mà thi cuối kỳ ấy, thì chúng ta có thể offline được gặp nhau, chứ tránh nên tình trạng mà chúng ta lại cứ online suốt cuộc đời sinh viên có mỗi 4 năm rưỡi, 5 năm thì thôi mà đã online mất 2 năm rồi. Nên là cố gắng là đảm bảo mỗi người có một ý thức một chút để chúng ta offline được nhiều hơn. Và khi offline thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau những, có một số những cái thứ, một số những cái kiến thức mà chúng ta lại không thể nào mà làm online được. Chúng ta phải trao đổi với nhau offline nó mới dễ dàng hơn nhá. Thì các em cố gắng là thực hiện. Đấy là cái trao đổi của thầy với các em thôi. Rồi, nếu mà lớp mình không hỏi gì nữa thì chúng ta có thể nghỉ. Lớp chúng ta nghỉ thôi. Cảm ơn tất cả các em. Chào thầy ạ. Chào thầy. Thầy ạ.